tôi cá hôn, tôi ăn gia vật cá hôn, tôi ăn đi kha hôn, tôi đi khai hiệu cá hôn, tôi ăn rau ga hôn, tôi xăm bà ti xăm mít chẳng tôi sư kỳ à ta năng mấy hát đàm thủ đô khắp ba ta cha nết đô kha phải giáp ba ta cha nết phải gia sở khắp ba ta và đề sợ cả hôn tu sa bê vi ba ni nô nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lương, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha giá dạ. Nhược Bình kính mời quý vị cùng với Nhược Bình tắc bạch để thọ trì quy giới dạ. Nếu mà ngài vào kịp thì ngài sẽ truyền giới, còn không thì chúng ta thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn. Ô ca sam ma văn phạn tê vi sum ra ca na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo đầy vân dự hành theo cho được sự lợi ích đô ti dặm bi ma văn phạn tê vi sum Sơn ra kha tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo đầy vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì tập tỳ dặm bi ma văn phạn tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra ne Na sa ha ban cha sĩ ra ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo đầy vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó. Ngài là bậc A la hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó. Ngài là bậc A la hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng được chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng được chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thân Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thọ mân Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sangha Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đồ tỳ dặm mi Bụt thân Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì Đồ tỳ dặm mi thọ mân Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì Đồ tỳ dặm mi sẵn khăn Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì Tập tỳ dặm mi Bụt thân Saranang Gacchami
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tịch giảm bi thẩm măng sa ra năng gót chả mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tịch giảm bi sẵn khăn sa ra năng gót chả mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti ba ta quê ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na quê ra ma ni sa ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra Vệ Ramani Sikha Abadang Samayami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mu Sa Va Da Vệ Ramani Sikha Abadang Samayami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayama Chapama Da Thana Vệ Ramani Sikha Abadang Samayami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Các chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các giới ấy nên con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới cho trọn đời con. U tà măng ghê nà quanh đê hăng bà an đa phần xung và ruột tà măng. Bụt thầy vô khá đi tậu đô sâu bụt thô khá mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật. Là đặng chi tôn chỉ thanh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng thẩm anh cho được vị thăng và răng thẩm mê vô khá đi tâu đổ sâu thẩm mô khá mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua tà măng ghê nà quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thốt tà măng. Sẵn khê vô khà lì tâu đô sâu sẵn khô khà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đậy vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm miên trở mau giải thoát cây liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học chơi định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh. Nguyện dạy căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành.
chí thành miễn vai tâm cầu a chư thiên lớn nhỏ bất câu bậc nào bôn tầng sắc giới rộng cao a xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên đàn tâm sáng kiến phát liền a việc nơi đang sắp bài tuyên vừa người dầu ai càng sai luận dư a chuyên lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui chư thiên dục giới hưởng vui a vừa nghe cầu khẩn tầm xẹt qua từ trời tha hoa cao xa đến cung đao lợi bao la năm tầng vào rằng ba cái thọ xuân a thay điều vô cáo chuyên luân sắp bài vì nào hoan hỷ cầu đây ra ân trợ giúp chẳng hoài chẳng chạy mau xong hiện nay tôi rất hết lòng mong cho thiên tướng oai phong 4 ngày thường luôn an lạc vui thay tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên đằng ngôi viên sái dựng bền từ lòng từ ủng hộ các nền giáo chân chẳng này khó nhọc ra ân chúng tôi hữu sự có nhân nên cầu vì e công chuyện trễ lâu làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm nhờ ngài xuân định chuyện thăm chư thiên đồng tổ quan năm giúp thành ra rất là ân trọng cao thanh chúng tôi hướng phước lành kính dân chư thiên lớn nhỏ cả tầng tùy hỷ công đức đồng mừng trợ duyên. Ca ra ni ya ma tha ku sa le na yan tang san tang ba dang a phi sa ma cha sa ko u chu ca su hu chu ca su wa chu ca sa ma du anatima ni san tu sa ko ca su pha ro cha a ba kịch chu cha san la hu ca vu ti san tin ki yo cha ni ba ko cha a ba ga pho ku le su ananu git ta o na cha khup đăng sa ma cha re kinh chi ye na quỳnh nhu ba rệ u ba qua đầy dùm su khi nô qua kệ mi nô hôn tu sa bê sa ta pha hoàn tu su khi ta ta dê kê chi ba na phu ta thì ta sa qua tha ra qua ana qua sê sa đi kha qua dê hành ta qua ma chi ma ra sa anu ca thụ la định tha qua dê a định tha dê cha đủ rê qua sanh ti a vi đủ rê phụ ta qua xong pha về si qua sa bê sa ta pha hoàn tu si khi ta ta na ba rô ba răng ni cụp bê ta na ti mạnh nhê tha ca tha chi năng kinh chi bê gia rô sa ba ti ga sanh nha nan nhà mạnh nhà sa đục và mịn chay gia ma ta gia tha ni văn bụt tăng a du sa ê ca bụt tam an được nốt ra khơi ê quang bi sa ba phụ tê su ma sẵn pha qua dê a ba di ma năng mét tăng cha sa ba lô cát nên ma na sẵn pha qua dê a ba di ma năng uất thành a thơ cha ta di danh cha sẵn ba thân a huệ răng a sa pha tăng tiện thần cha rằng ni xin nô qua sa dạ nô qua gia qua ta sa ga ta mít tô ê tăng cha tin a thích thay và rằm mà mê tăng vi ha răng y tha ma hữu định thình cha nô ba gam ba si la qua đa sa nê na sam ban nô ca mê su vi này và ghê thăng na hi cha tu gặp ba sậy văn vu na rê ti ti thiện nhân có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình dọn lòng an tĩnh thanh bình
tiên vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chân trực đoan trang, nhu hòa đương thiền chẳng màng phe phán, thanh bần thủ phật an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lực căn chế ngữ nghiêm phòng, không cho điều lĩnh duyên mâm dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tranh lời chê trách thanh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới buông đòi chúng sanh yêu mạnh văn dài bệnh chung, đem gầy nho lớn không cùng, hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa, chữa sanh hoằng đã sanh ra, thảy điều cộng hưởng hà sa phước lành, miền không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn vận nầu giận thầm cũng không lo nghĩ mưu tham hại người, như đầm từ mẫu thanh tươi trăm cài ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu đời thanh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót vua tràn gần xa, chúng sanh trăm cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt xa luân hồi, hằng ngày đây khắp các nơi, bốn phương tam hướng gầm trời bao la, tâm lòng bác ái vị tha, gửi những tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thanh vực lữ hành nhập lưu, vượt lên đến mức tối ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su định đầu, hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tàm ngự nghiêm minh niết bàn. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika vun nhang no anumodan tikirang dakhan tu sa sa nang akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika vun nhang no anumodan tikirang dakhan tu no garu akasatha chapumatha đệ vanaga mahitika bụng nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng đặc thanh tự nha tại vô a ca sa tha cha pum ma tha đệ và na ga ma hệ chi ca bụng nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng đặc thanh tự ba ni nô a ca sa tha cha pum ma tha đệ và na ga ma hệ chi ca bụng nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng đặc thanh tự nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, Lâm vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dân đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật vô tâm má tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến qua trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Dạ. Chúng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sông Kha Dạ. Và một lần nữa con thành kính tránh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng.
Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ Nhật Quỳnh kính chào Nguyễn Mộng, mến chào Trăng Thư, kính chào Xích Hiền Hòa, kính chào chị Meta, mến chào Duyên, mến chào Thi Lâm, kính chào Xích Kim, kính chào Huệ Bạch và kính chào Đắc Kỳ. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, dạ con kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ lúc nãy đầu giờ thì nhà chị Đức có vào và nói sẽ đạo tràng chúng ta học bài Pháp Cú Kinh 208. Nhưng vì ngài bây giờ là ngài bị trục trặc rồi. Dạ lúc nãy ngài vừa nhắn tin cho Nhật Quỳnh là máy vi tính ngài nó bị đen khui rồi, ngài không vô đạo tràng được. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể cho một ý kiến là quý vị có thể cầm mic để chia sẻ để đạo tràng sinh hoạt đều đặn hay không, hay là Nhật Quỳnh để ban quý vị quan hỷ ngồi nghe. Và quý vị có muốn nếu mà để băng thì quý vị muốn nghe băng của vị nào thì Nhật Quỳnh có thể của sư Giác Nguyên hoặc của ngài Giác Giới hay của thượng tọa Giác Đẳng. Và những vị giảng sư thường lên trên trung thì quý vị có thể có yêu cầu thì Nhật Quỳnh cũng xin được đưa bài giảng đó lên. Và kính mời chị Meta. Và nãy giờ Nhật Quỳnh nghĩ chị Meta chắc nó bận lắm. Dạ, nhưng mà rất là cảm ơn chị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu trong lúc Nhật Quỳnh để bác tâm bảo. Dạ, chị Meta có cho ý kiến được không? Dạ, Sức Kim có thể cầm mic để giữ đạo tràng sinh hoạt được không? Dạ, kính mời chị Meta hay Sức Kim cho ý kiến ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính mời đạo tràng. Kính thưa toàn thể quý bà con Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Trúc Lâm, hôm nay chúng tôi có nhân duyên được đi sư trụ trì mời lên đây để giảng cho Phật tử địa phương trong cái ngày khóa tu niệm Phật một thời thuyết giảng. Khi đi đến đây chúng tôi có một cái cảm giác rất là yên ổn, vì đi đến một cái ngôi chùa ở thành phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ tấp nập, điều đó sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta nó bị xáo trộn. Nhưng mà về ở cảnh chùa miền sông nước thì chúng ta lại có được một cái tâm hồn yên lặng. Chúng tôi nhớ một câu mà người ta nói: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng nửa tháng, có chùa quanh năm. Cái câu thơ đó nó mộc mạc nhưng nó ý vị vô cùng. Tại những cái ngôi làng xa xôi bên kia sông là lộ xe, còn bên đây sông là một cái cù lao, đúng nghĩa là như vùng sông nước. Nhưng mà chúng ta vẫn có được một cái ngôi chùa
tĩnh lặng là nơi trú chân cho những bà con cư sĩ ở chung quanh. Sáng chiều chúng ta đến chùa lạy Phật, hoặc là những ngày sắp vọng rằm 30 chúng ta đến chùa để Phật, để niệm kinh, để sám hối. Đó là một đời sống tinh thần rất đẹp của người Phật tử Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng nhờ cái quy lực của Đức Phật, quy lực của giáo pháp, quy lực của tăng chúng, quy lực của Tam Bảo luôn gia hộ đến toàn thể Phật tử có mặt, mong cho quý vị thân được an vui, tâm được yên tĩnh và hướng tâm đến cái đời sống thiện phước cao quý. Và thưa quý vị, có lẽ các bà con chúng ta ở đây chỉ biết đi chùa để chúng ta lại Phật niệm kinh, ít có dịp mà chúng ta được nghe giáo lý, lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu tập và chúng ta thực hành. Bởi thế cho nên trong thời pháp này, sư sẽ đề cập đến một vài vấn đề có liên quan trong cái việc tu tập để giúp cho người Phật tử chúng ta có được cái nhìn. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với đạo Phật, không phải là chúng ta chỉ đến bằng cái niềm tin hình thức suông, mà chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta phải hiểu rõ giáo lý Đức Phật dạy cái gì, và chúng ta phải thực hành như thế nào để mới gọi là chúng ta tu Phật. Mặc dù việc mà chúng ta tín ngưỡng đạo Phật, chúng ta rầm quân đi đến chùa, chúng ta lễ Phật thiện tâm của mình, nhưng mà cái pháp thiện đó nó chưa phải là cái pháp thiện duy nhất, chưa phải là pháp thiện đặc biệt. Ở đây thưa quý vị, hôm nay sư muốn gửi đến quý vị một cái đề tài nhân cái dịp mà quý vị tham dự cái khóa tu niệm Phật. Cái đề tài hôm nay là sẽ nói về cái nghiệp phân loại chúng sanh. Tại sao chúng ta đi chùa, chúng ta niệm Phật? Là bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình đã tạo nhiều cái nghiệp chướng với những cái tội ác, với những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm về thân, về khẩu, về ý. Cho nên bây giờ chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh lại bằng cách chúng ta đi chùa, chúng ta niệm Phật để tiêu tan cái nghiệp chướng đó. Chúng ta có quan niệm, chúng ta nghĩ như vậy. Vì vậy cho nên cái mục đích mà chúng ta đi chùa, chúng ta niệm Phật là chúng ta nhắm vào là để giải trừ cái nghiệp chướng. Nhưng thưa quý vị, ở đây chúng ta còn có những chuyện cần phải làm hơn nữa
chứ không phải chỉ đơn thuần là chúng ta niệm Phật là nó tiêu tan cái nghiệp chướng. Nếu như trước đây từ nhỏ đến lớn mà chúng ta đã tạo nhiều cái ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, chúng ta làm khổ nhiều cho chúng sanh khác, chúng ta không có cái hiếu kính đối với cha mẹ, không có kính trọng các bậc trưởng thượng, ông bà hay là các bậc huynh trưởng ở trong dòng tộc, chúng ta không biết thương những kẻ yếu thế, không biết giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Cho đến giờ chúng ta tự cảm thấy là mình có khuyết điểm, rồi chúng ta đi chùa, chúng ta ngồi đó, chúng ta cứ niệm Phật hoài như vậy, nó cũng không có, nó chỉ làm cho tâm của chúng ta tạm thời được an ổn chút thôi, nhưng mà không có giải trừ được nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo đâu. Vì thế cho nên hôm nay sư muốn chia sẻ với quý vị về cái vấn đề chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chỉnh sửa như thế nào để chúng ta có được một cái đời sống an lạc thật sự. Ở đây trong kinh tạng, Đức Phật ngài dạy một bài kinh gọi là bài kinh tiểu nghiệp phân biệt. Ngài dạy cái nghiệp lực phân biệt chúng sanh đó. Đức Phật ngài dạy rằng nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Khi đó Thiện Nam xuất phát Tô Đi Giá, ông ta mới bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết giảng tóm tắt như vậy con chưa hiểu rõ lắm, xin ngài hãy giải rộng thêm. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài giải rằng, tại sao ở trong đời này lại có cái người trường thọ, có người yếu thọ? Đó là do cái nghiệp chi phối. Tại sao trong đời này có người khỏe mạnh, người thì bệnh hoạn? Đó là do nghiệp chi phối. Tại sao trong đời này có người đẹp, có người xấu, xấu sắc? Đó là do nghiệp chi phối. Tại sao trong đời này có người thì cao sang, có người thì sống hèn hạ? Đó là do nghiệp chi phối. Tại sao trong đời này có người có quyền thế, còn có người thì bị thế cô? Đó là do nên nghiệp được chi phối. Tại sao trong đời này có người trí tuệ thông minh, còn có người thì ngu si dốt nát? Đó là do nghiệp chi phối. Này Sư Phát Tô Đi Giá, Căm Măng Sa Tê Nguyên Phát Tô Tí Gia Đi Đăng Hi Nắp Đi Ta Gia Tí. Cái câu tiếng Phạn Đức Phật ngài dạy về có nghĩa là tất cả chúng sanh đều là do, chúng sanh tốt hay xấu đều là do nên nghiệp lực của người đó đã tạo, mình nói định hình. Bởi vậy cho nên đời sống tu tập của người Phật tử chúng ta, chúng ta phải biết để mà chúng ta chỉnh sửa. Tu ở đây tức là chúng ta chỉnh sửa tam nghiệp, chứ không phải là chúng ta tu rồi nghe nói là niệm Phật là nó sẽ giải trừ tất cả nghiệp chướng. Chúng ta nghe vậy chúng ta chưa có bỏ giữ, chúng ta chưa có làm lành mà chúng ta đi đến, chúng ta ngồi chúng ta tụng niệm để mong cho giải trừ cái nghiệp chướng, thì cái điều này khó lắm thưa quý vị. Cho nên Phật tử chúng ta phải ý thức lại điều mà sư muốn nhắc cho quý vị trong ngày hôm nay đó, là trước khi mà chúng ta muốn hành thiền, trước khi mà chúng ta muốn tu tập cái pháp môn niệm Phật để tưởng nhớ đến Đức Phật, để tâm tư chúng ta lắng động và đến gần Đức đó, là chúng ta phải dọn tam nghiệp cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh cái đã. Mà ở đây đó, người Phật tử chúng ta dựa theo cái bài kinh này mà chúng ta tu tập, quý vị hãy nghe và xin niệm kỹ. Hôm nay sư chỉ giảng cho quý vị nghe nội trong bài kinh này thôi. Sau này nếu mà có nhân duyên khác, sư tiếp tục có dịp đi đến đây để sư chia sẻ với quý vị những cái pháp môn khác nữa thì sư sẽ nhắc. Còn bây giờ trước tiên
Trước tiên là quý vị nên nghĩ như thế này, vì rằng đời sống của chúng sanh vui khổ, thuận lợi hoặc nghịch cảnh đều là do nơi cái nghiệp chướng mà chúng sanh đó đã tạo. Nếu là tạo nghiệp lành, người đó sẽ được hạnh phúc an lạc. Còn nếu như mà người đã gây tạo ác nghiệp nhiều, thời người đó đời sống đau khổ. Chúng ta nhớ, nhớ như vậy thôi. Ở trên đời này không có cái sự thưởng phạt của đấng thần linh thượng đế, mà chính do nghiệp mà chúng sanh đã làm, tự mình làm, tự mình lãnh lấy cái hậu quả đó, gieo gặt quả nấy. Chúng ta cứ nhớ như thế. Thì bây giờ ở trên bài kinh này, Sư Phát Tôn Đại Giá bạch hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao giữa loài người cũng đồng thời là loài người như nhau, nhưng mà có người thì sống trường thọ, có người thì sống tiểu thọ? Thì Đức Phật Ngài giải thích rằng: Này Sư Phát Tôn Đại Giá, do nơi cái nghiệp sát sanh mà người đó đã làm, cho nên bị cái quả dị thục là người đó bị sống yếu thọ. Còn do cái nghiệp mà từ, do cái phước thiện mà từ bỏ sát sanh đó, thì chúng sanh đó được cái phước ở sau trường thọ. Ngài dạy rằng: Này Sư Phát Tôn Đại Giá, những người nam nữ nào trong đời này có cái ác ý sát hại sinh vật, giết hại chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác mất mạng sống, thì do cái ác nghiệp này mà chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại làm người thì người đó sẽ là người hiểu thọ. Còn những người nào ở trong đời này có cái lòng bi mẫn thương xót chúng sanh khác, quý trọng mạng sống của chúng sanh khác, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọ Pháp Thanh Nhiều Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ. Dạ, kính chào nắng chiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Thượng Tọ Pháp Thanh có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con kính bạch với Thượng Tọ Pháp Thanh. Và lúc nãy đó, đầu giờ đó, Ngài Tri Đức có vào đạo tràng thì sẽ nói là cho chúng con học câu Pháp Cú Kinh 208. Nhưng chỉ một đáp sau thôi là con thấy Ngài mất tiêu, con tưởng đâu là đường nét bị trục trặc. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài có nhắn tin cho con là Ngài máy vi tính Ngài bị hư rồi, coi như nó không có hình nữa. Và Ngài nhắn tin là như vậy. Bây giờ con thấy có Thượng Tọ Pháp Thanh vào đạo tràng rồi. Và con cũng thỉnh sư, sư có khỏe không? Và nếu sư có khỏe thì sư cho chúng con được một thời giảng ngắn. Đáng lẽ ngày mai mới là ngày giảng của sư, nhưng mà hôm nay chúng con rất là cần sư, nên sư có thể cho chúng con một bài pháp ngắn không bạch sư? Dạ, sư có thể cho một bài pháp ngắn, hoặc là đạo tràng quý vị nào có câu hỏi thì để sư trả lời, hoặc là nương theo bài Pháp Cú Kinh số 207 đi. Và vừa rồi đã học thì sư có thể nương theo bài đó sư giảng cho chúng con nghe cũng được ạ. Tại vì chúng con chưa có học chương sự cửa 206, 207 luôn đó bạch sư. Thì Ngài Tri Đức nói là tới ngày 2, tới 208 thì mới kết thúc cái bài, cái câu duyên sự đó. Nên là Ngài mới giảng thì hôm nay tụi con hết duyên rồi. Dạ, bởi vì chúng con thấy là học được chánh pháp rất là khó. Nên chúng con rất là trân trọng khi có quý sư vào đạo tràng. Dạ, bây giờ cũng thấy sư cười nhiều cái mặt quá, con không biết như thế nào. Dạ, con kính dân bích đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá.
Nó bổn sân khai giá. Dạ kính đảnh lễ chư công đức trưởng lão, chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Dạ thì coi như là vậy thì mình chắc là sinh hoạt theo cái chủ đề của cái câu Pháp Cú Kinh 207 đi. Nhưng mà bây giờ mình thảo luận thôi ở trong đời sống, trong sự tu tập của mình á. Rồi có thắc mắc gì về liên quan đến cái câu chuyện của Pháp Cú Kinh này thì mình thảo luận. Chỉ vậy thôi. Chứ sư cũng mới vừa vào thì tính là cô để cái băng của ngày giác giới giảng về cái nghiệp báo thì nó cũng rất là hay. Sau rồi thì đang ngồi nghe rồi cô Nhật Quỳnh mời lên thì sư cũng ấy thôi, thì bây giờ tùy ý trong trạng mình muốn sinh hoạt gì thì mấy cô cho ý kiến rồi tùy theo đó mà sư sẽ thực hành để có sự hoan hỷ với nhau. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ sa thú con thành kính tri ân lời cụ sư giảng chỉ dạy rất là nhiều. Dạ tại vì chúng con bí quá thì chúng con để văn của ngài giác giới giảng thôi, thì cái điều đó cũng là những cái bài pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà bây giờ có sự thì chúng con rất là hoan hỷ để được sư giảng trực tiếp, rồi những cái bài pháp đó thì cũng có cơ hội chúng con nghe lại. Dạ không có sao hết là sư, mà con theo lời ngài Liễu Tâm, tức là phải móc túi với sư thôi, có sư nhào thì phải móc túi thôi, nên là sư hoan hỷ. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy chị Meta có mặt trước ngoái, chị Meta có thể trong cái câu 207 vừa rồi mình học đó, chị Meta trong cuộc sống chị Meta thấy như thế nào, có cái gì để hỏi thì Nhật Quỳnh kính chị Meta hỏi câu đầu tiên đi. Dạ mời chị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Dạ, trước khi con có câu hỏi thì con cũng xin có câu hỏi riêng với sư là sư có nhận được quà của con hay không? Con chưa thấy sư trả lời. Dạ thì xin sư cho con biết coi sư có nhận được chưa. Dạ. Dạ cái con xin hùng phước vào lễ dân y sắp tới đó, sư có nhận được chưa? Dạ con xin dâng mic cho sư để sư trả lời câu hỏi của con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Ca Giá. Dạ, bữa trước thì có mấy cái chú đến phát, mà rồi mấy ông này ông đưa, mà xin hỏi cái của cái người gửi là ai. Rồi mấy ông nói cái tên gì đó,
ổng đưa cái ổng kêu quân sư ký tên cái ổng đi. Dạ thì chắc vậy là chắc của cô mẹ ta rồi. Ổng rài thì sư cũng cũng nhận được mà nó cũng biết của ai. À, nhưng mà rồi, mỗi bữa rồi, mấy bữa nay thì sư cũng hồi hướng phước cho thí chủ. À, chứ cũng hồi hướng chung như trước có biết ai. Dạ vậy là của cô mẹ ta. Dạ, vậy thì sư cũng cảm ơn cô mẹ ta. Chúc cô mẹ ta được luôn luôn khỏe mạnh an vui và được nhiều phước báo trong đời sống và gia đình luôn luôn an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ như vậy thì con an tâm rồi, bởi vì con thấy sư chưa có trả lời thì con không biết có được hay không. Mà những người chuyển tiền này kỳ cục quá sư, con có căn dặn rõ ràng là khi nào đi đem đến giao thì phải đưa cái tờ mà cũng như là ghi rõ là trong đó nói gì rồi ai gửi, thì con có ghi rõ lắm, là con để là Meta ở Úc Châu rõ ràng luôn rồi, nhưng mà không biết sao họ làm kỳ cục quá. Hôm trước con gửi ra chùa Phước Quang thì cũng vậy, con ghi rõ ràng lắm nhưng mà họ đem tới thì họ nói với sư Pháp Trang là có người gửi tiền rồi cái họ biểu ký nhận rồi thôi, chứ họ không có nói ai gửi hết trơn, không có đưa cái tờ cũng đại khái cũng như đưa cái tờ mà ghi rõ là người nhận là ai rồi người ta nhắn cái gì trong đó hay gì, không đưa gì hết trơn. Con kỳ quá, để mai mốt con sẽ nói lại với cái chỗ đó, cái chỗ gửi tiền đó. Dạ thôi thì con nghe sư nói vậy thì con đã yên tâm rồi. Con cũng kính chúc sư là luôn được khỏe mạnh rồi luôn luôn tiến hóa trong con đường phạm hạnh. Dạ còn hôm nay thì cô Nhật Quỳnh hỏi con có cái câu hỏi gì qua cái câu pháp cú 207 thì thật sự là con cũng chưa biết, chưa có cái câu hỏi gì để mà hỏi sư. Dạ nhưng mà qua cái bài học vừa rồi á thì con thấy á là nếu mà mình gần được cái bậc trí thì rất là tốt, thì mình sẽ học được những cái điều mà của Đức Phật đã giảng dạy, và qua bậc trí thì mình sẽ có được rất là nhiều lợi lạc. Còn nếu mà mình sống với người ngu thì bị gì họ đã ngu rồi thì mình đâu có học được cái gì ở họ đâu, mà có thể là mình sẽ bị lây, sẽ bị là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, rồi mình cũng sẽ ngu theo, rồi mình cũng làm những cái điều mà có thể nói là tổn hại. Mình không có tạo được cái phước báo gì hết mà mình sẽ làm theo những cái điều mà mình qua cái cuộc sống của họ, cái trí tuệ của họ đó, họ không có trí tuệ gì hết, họ đã ngu rồi. Thì con thấy là như trong cái câu hỏi vừa rồi đó. Dạ con xin sám hối là nhà con cũng ồn quá. Dạ thì con thấy trong cuộc sống á thì chắc có lẽ là chúng con là sống gần với người ngu nhiều hơn là bậc trí, bởi vì bậc trí thì rất là khó gặp. Vậy thì nếu mà phải gần gũi những người ngu như thế này thì theo sư thì sư cho con
một cái ý kiến là coi chúng con phải làm như thế nào để mà khỏi bị ảnh hưởng với những cái điều mà tai hại mà phải sống thường hay gặp người ngu. Dạ con chỉ có câu hỏi như vậy thôi. Dạ con có xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thật sự ra đó, ở trong đời sống đó, chúng ta gặp cái người mà thiểu trí nhiều hơn. Chứ mà nó dành á. Cái người kém trí, người thiểu trí. Chứ còn nếu mà những cái người mà giỏi giang, thánh hữu học hay là hoặc thánh vô lậu là mình khó mà gặp được lắm. Cho nên á là mình phải biết. Thì sư kể lại cái tích chuyện này, có một thời Bồ Tát, ngài vì thức tỉnh cái đời sống thế gian, ngài bắt đầu xuất gia làm đạo sĩ. Ngài đi vô trong rừng. Rồi sao biết không? Hồi đó là ngài thừa hưởng một cái gia tài rất là lớn. Ngài từ bỏ, ngài đi vô rừng. Ngài tu làm đạo sĩ. Rồi có một số là thân bằng quyến thuộc, rồi những cái người tôi tớ đó, họ cũng đi theo. Họ đi theo vô rừng. Rồi ôi tối ngày, hồi đó thì ở ngoài thì vật chất đồ nó đầy đủ, họ sống sung sướng quen rồi. Bây giờ theo ngài đi vô trong rừng để tu tập á, thì nó thiếu thốn đủ thứ. Rồi bắt đầu họ cãi giả rồi, rồi nó ồn quá ngài chịu không nổi. Cho nên là nửa ban đêm á, ngài lén ngài từ bỏ khu rừng đó, ngài phải lội qua một cái ra một cái hòn đảo vắng ở một mình nha. Ở mình thì hằng ngày đó, ngày tự kiếm trái cây rồi hái những cái đọt cây rồi gì đó, ngày dùng những cái đó để mà sống, để mà tu hành. Thì do cái sự mà nỗ lực tinh tấn của ngài đó, làm cho vua trời Đế Thích cái nắm cái bảo tọa, thì ông ta mới vua trời Đế Thích mới nhìn xuống coi có chúng sanh nào mà tu hành tinh tấn mà làm cho cái bảo tọa mà nó nóng lên như vậy, lấy Bồ Tát. Thì lúc đó là vua trời Đế Thích không biết là cái ông này ổng tu tập nhằm mục đích gì. Sợ là ổng tu tập tinh tấn quá để rồi mai mốt ổng tái sanh về cõi trời ổng giành cái bảo tọa của mình. Cho nên là vua trời Đế Thích mới xuống giả là một cái vị đạo sĩ Bà La Môn già cả lụm cụm đi tới. Tới thì thấy Bồ Tát cũng mới vừa hái được ít trái cây với mớ các cái đọt cây. Thì ông Bà La Môn này mới nói là bây giờ tôi ăn đói khát quá, bây giờ ông có thể ông cho tôi cái số mà trái cây đó được không? Thì Bồ Tát cũng sẵn sàng cho luôn. Tại vì thấy cái người mà người ta già cả mà người ta đang đói mà, cho luôn. Thì vua trời Đế Thích nghĩ là cái vị này rất là tốt. Rồi mới ngồi ăn cái số trái cây đó, rồi mới hỏi chứ ông đi vô rừng này đây, ông tu nhằm mục đích gì? Thì Bồ Tát mới nói là ngài chán ngán cái tình thế gian. Ở thế gian thì nó rối rắm đủ thứ chuyện hết. Cho nên muốn tìm cái con đường tu để thanh tịnh, để mà tìm đến cái sự giải thoát. Rồi cái biết là ý của Bồ Tát là tìm kiếm cái con đường giải thoát, chứ không phải là tu tập để mà lên thiên giới. Cho nên là vua trời Đế Thích mới hỏi gì chứ
bây giờ ông có cần tôi giúp đỡ gì không? Thì Bồ Tát mới nói là tôi thì trong đời sống tôi không có cần gì giúp đỡ, nhưng mà có cái điều nguyện. Hỏi ông nguyện gì? Đừng cho tôi thấy người ngu, đừng cho tôi nghe tiếng của kẻ ngu, mà đừng cho gần sống với kẻ ngu. Thì vua trời Đế Thích mới hỏi chứ người ngu họ làm gì mà ông ghét họ dữ? Thì Bồ Tát mới nói là bây giờ sống gần người ngu phiền hà lắm. Họ thì không biết, nhưng hả mình nói ra thì nó cãi giả, nó ồn chuyện, rồi nó thêm quan trái nữa. Rồi người ngu á, những cái hành động của họ làm tai hại, mình thấy họ làm mà mình nói á, họ cũng không chịu, không chấp nhận. Rồi người ngu là họ nói ra những cái điều mà khó nghe, nhưng mà mình nói lại là nó cũng có chuyện. Thành ra đó quý vị thấy không, Bồ Tát đó là ngài rất là sợ từ lúc mà đó. Nhưng mà khi mà ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác thì ngài độ ai? Độ những cái người có duyên, những kẻ phàm phu, như là những người nói này có tạo nhân duyên rồi, chứ không phải là cái người ngu hoàn toàn. Tức là cái người này á, cũng có sự hiểu biết nhưng mà chưa đạt tới giải thoát. Thành ra đó trong đời sống á, nếu mà họ giỏi hết á, thì họ đâu có khổ. Chính vì có nhiều khi nhờ họ làm, nhờ họ nói rồi mới biết được. Thì có cái ông kia ông nói chứ nếu mà nó không nói ra mình đâu biết nó là người ngu, đúng không? Tại vì khi mà nó nói ra đó mình mới hiểu cái sự suy nghĩ của nó, suy nghĩ tầm bậy mà. Rồi khi mà nó suy nghĩ tầm bậy nhưng mà khi mà nó làm á thì cái biểu hiện ra bên ngoài mình biết nó là người ngu. Nhưng mà điều cái thôi hả, mình thấy nếu mà mình cảm hóa, mình hướng dẫn, mình chia sẻ, mình dẫn dắt họ được á, thì mình nói, chứ còn không á đừng có nói rồi hội coi chừng. Quý vị thấy không, bây giờ cái xã hội bây giờ nó ghê lắm. Cái ông đó tự nhiên ổng bị chết một cách hết sức là oan uổng. Ổng tới ngã tư đèn đỏ dừng lại, thì có một cậu thanh niên trẻ trẻ thấy đèn đỏ rồi mà không chịu dừng, muốn vượt, muốn rừng muốn vượt qua. Thì ổng nhắc nhở thôi, ổng mới nhắc cái cậu thanh niên là đèn đỏ rồi không chịu ngừng lại mà cố chen lấn để mà vượt. Chỉ nói có nhiều đó mà gặp đến lúc cái quả nghiệp xấu nó trổ hay không. Cái cậu thanh niên này á, lúc giao vớt ổng một phát một chết tại chỗ, thấy không? Trời ơi, bởi vậy bây giờ cái xã hội bây giờ đó nó rất là ghê gớm. Cho nên á là bây giờ mình phải cẩn thận là hơn, chứ mình không biết được đâu. Bởi nói thiệt, có nhiều lúc hồi lúc mà trước đi ra đường á, quý vị biết ha, sư không dám ngó ai ở mấy cái trạm xe buýt, rồi lên xe buýt á, hay là lên ở những cái bến xe đó, mà cái những cái người mà họ đi lên xe họ buôn bán là bán báo, bán bánh mì, bán đồ đó, sư cũng không dám hỏi, không dám gì hết á. Tại sư chứng kiến nhiều nhiều vụ ghê quá ra đó. Mình đi bán hồi sư còn khỏe bình thường á, thì sư giữ cái thông lệ là một tháng đi 2 ngày để giữ cái truyền thống,
ngày rằm với ngày 29 hoặc là 30. À, mình ôm bát mình đi, mình đâu có mình ấy, mình lo mình niệm mình ấy, mình lo mình thu, mình lo mình đi thôi, không có chọc ghẹo gì đó. À, mới sáng là nó ở trong quán nó nhậu rồi. À, rồi tự nhiên vậy cái bắt đầu nó thấy mình ngang qua cái nó chửi mình. À, mày mà tu hành gì? À, mày giả bộ quá. Ban ngày thì vậy chứ tối về ăn thịt chó rồi uống bia rồi này kia nọ. À, quý vị thấy không? Có nhiều khi là mình sợ gần chết vậy, mình tránh né rồi mà nó cũng không khỏi. À, thì thôi kệ nó nói gì nó nói, mình cũng làm thính mình đi. Rồi không biết làm sao là ở trong quán đó người ta nói gì đó, rồi nó cũng sợ. Rồi cái mình đi vậy mà nó cũng còn nói giới theo. À, nói vậy chứ tối nay nhớ tụng kinh là cầu an cho tôi nha, không phải là hãy vậy rồi nguyện rủa tôi. sai xỉn nhưng mà cũng còn sợ chết. chửi mình đã rồi. À, rồi còn nói dối theo, tối nay nhớ là cầu an cho nó. À, thành ra đó, ở trong đời sống bây giờ là chúng ta phải va chạm với những cái người mà thiểu trí bất thiện rất là nhiều. À, mà cái thời này là cái ác pháp nó mới vừa manh nha thôi. À, mà chúng ta thấy là đầy rẫy tất cả những cái chúng sanh mà mang nặng về cái ác bất thiện pháp rồi. Cho nên á, là bây giờ mình phải ráng mình tự tu cho mình thôi. Chứ còn mà bây giờ mình đừng có nghĩ là tế độ ai đó. À, ngay cả chính trong thân bằng quyến thuộc của mình cũng vậy nữa. À, thành ra đó, những cái chúng sanh nào mà mình thấy là có thể, những chúng sanh có cái khuynh hướng, có cái chiều hướng là tầm cầu cái thiện pháp, thì mình có thể mình hướng dẫn, giúp đỡ, mình chia sẻ. Còn nếu mà những chúng sanh mà thấy cái tâm tánh của họ, có khuynh hướng của họ sống cái theo ác pháp nhiều ấy, thì mình nên né tránh. À, vì á, khi mà mình muốn giúp đỡ họ, chẳng những là nó không có lợi ích mà nó còn phản tác dụng, nó còn đem đến cái tai hại. Thì quý vị học trong pháp của kinh cũng có nghe cái tích chuyện mà ngài Cách-sa-pa mà dạy răng dạy cái ông sa di đệ tử ngài đó. À, ông này á, ông rất là lười biếng, không có chịu nỗ lực tu tập trong đời sống rồi kia nọ, thì ngài cũng cũng rầy dạy. À, nhưng mà cái người mà nó có tâm bất thiện rồi, cái kẻ thiểu trí, cái người ngu rồi thì sao? Nó chẳng những là nó không nghe mà nó còn kết quan trái, chờ ngày chờ ngày đi bác là đập bể hết mấy cái lu chứa nước, xong rồi đốt cốc của ngài, thấy không? Thành ra đó, chúng ta phải biết những cái người nào mình nên giúp họ, mình nên chia sẻ, mình nên gần gũi để mà giúp đỡ. Còn những người nào mà cái tâm tánh của họ cứng đầu khó dạy, rồi cái khuynh hướng của họ là không có hướng về những cái điều lành, điều thiện ấy, thì thôi mình đừng có nói. Chứ mình nói khuyên nó là coi chừng. Giờ rất là nhiều. Cái lúc mà khoảng năm 2005, 2006 rồi đó, ở thành phố
nó có cái phong trào, à có cái phong trào là câu cá, câu cá để ngắm cảnh rồi nha. Thì những cái nhà vườn mà người ta có cái ao, cái đồ rộng đó, người ta mua ba cá rô phi rồi về người ta thả, thả rồi người ta làm những cái nhà ở vòng 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 cái ao đó, làm những cái quán cà phê, nhưng mà có ao. Rồi cái mấy người đó mà vô uống cà phê là có thể câu cá. À, thí dụ như là mua một cái vé vậy đó, là bao nhiêu đó, thì vô ngồi câu, à, câu được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. À, cho nên là lúc đó cái phong trào mà để phục vụ cho vấn đề câu cá là mấy người họ đi đi thọc ổ kiến vàng. À, mà lúc đó là sư ở trên chùa Tứ Phương Tăng á. Lúc đó là chùa Phương Tây Tứ Phương Tăng chưa có sửa sang lại, nó còn hoang vắng lắm. À, chưa có hàng rào gì hết á. Cho nên là ở bên hông cái chùa đó, nó đó là có nhiều cái điều. À, mà rồi cái họ mấy người mà từ ở thành phố nha, họ lên đó rồi họ vô mấy cái giường đó, họ phá mấy cái ổ kiến vàng để họ lấy trứng, lấy trứng đem về bán cho người ta câu cá. Thì bữa đó có một cái chú đó, chú vô chú đi vòng vòng mấy cái điều chú thọc lấy trứng. Thì sư mới khuyên, thì nói thôi bây giờ về kiếm những cái nghề khác làm ăn, chứ đừng làm cái nghề này nữa, đã đời sống hiện tại đang khổ sở rồi mà còn đi làm những cái việc này á, là nó tạo thêm những cái bất thiện nghiệp, những cái ác nghiệp á, về sau còn khổ nữa. Thì bắt đầu mình cũng có ý tốt, mình khuyên, mình nói nó cự lại liền. Nó nói tôi đâu có tội gì, tại vì có người mua tôi lấy về tôi bán cho họ, họ câu cá không có tội chứ tôi đâu có tội gì. À, kia mình thấy cái vẻ nó nói thấy quá, thôi sư làm thinh, thôi sư đi vô đi chỗ khác cho nó chắc ăn, đứng đó mà khuyên dạy nó hồi chắc là không có an ổn rồi đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng bây giờ cái xã hội là bây giờ mà nó như vậy đó, họ chỉ biết cái lợi lộc trước mắt, họ chỉ nhìn thấy cái lợi lộc trước mắt, họ bất chấp nhân quả. Ai chết mặc ai, ai khổ mặc ai, miễn mình sung sướng là được. Quý vị thấy không, bây giờ là ở bên các nước ngoài thì nó đỡ, ở Việt Nam bây giờ thu cho nó nói tới mà vấn đề mà lừa đảo thì không biết bao nhiêu mà. Từ bán thuốc giả rồi tới lường gạt bán hàng đa cấp, rồi đủ chiêu trò để mà nó lường gạt mình. Tại sao nó gợi ý vô những cái mà bán hàng đa cấp này đó, mau làm giàu, một tháng là kiếm ra tới là mấy chục triệu, rồi đầu tư vô cái lĩnh vực này là mau giàu có, khai thác gì đó, đủ thứ chuyện tiền ảo tiền yến gì đó. Rốt cuộc rồi á, mà những cái người mà tại vì sao lòng tham, vì khi mà nó gợi ý lên mình thấy trời ơi đầu tư vô có mấy triệu mà một tháng sau sẽ lên mấy chục triệu, là tham sẽ lên mấy trăm triệu, cho nên vì cái lòng tham, đem tiền thiệt mà đầu tư vô tiền ảo, rồi dân ôm tiền nó trốn mất. Lúc đó rồi khổ, tại vì tham mà lấy tiền của mình rồi đi vay thêm bên ngoài đầu tư vô đặng muốn kiếm cho nhiều, rốt cuộc rồi tiền của mình dành dụm cũng mất. Rồi bây giờ
vay nợ người ta, nợ tới đòi, à bây giờ sao phải khổ. Ha. Cho nên á, chúng ta bây giờ á, cái thời buổi bây giờ chúng ta phải sống hết sức là trí tuệ, à mình sống hết sức là trí tuệ, mình phải nhận định, nhận thức được những người nào mình nên gặp, à những người nào là ta phải cần phải tránh xa. À. Rồi quý vị á, cái này sư nói thì nó cũng hơi ấy. Bây giờ á, nó giả dạng luôn cái người tu. À mình đừng thấy là cạo đầu rồi mặc y, mặc áo tràng, mặc áo nâu, rồi trên tay lành chuỗi rồi này kia nọ, mà mình tưởng đâu là cái người tu là coi chừng. À bây giờ quý vị biết không, nó giả dạng đủ thứ hết. À rồi á, à nó giả dạng làm những cái người mà giàu có, à, đi tới chùa, à rồi làm bộ là cũng cúng dường rồi này kia nọ, nhưng mà tại sao bắt đầu theo dõi, à theo dõi mấy chùa, à đó, à rồi sao bắt đầu cứ bằng, à có một cái chùa của mấy cô ni, lần đó sư nghe kể thì cái chùa cũng cái chánh điện thì nó cũng lâu năm rồi, nó cũng muốn hư mục rồi, cho nên là cái vị mà ni trưởng ở chùa đó, đó à, kêu gọi à, để chuẩn bị để mà xây chánh điện mới lại. Thì quý vị biết không, không biết làm sao mà tụi nó theo dõi, à nó theo dõi được. Cái bắt đầu bữa đó nó cũng lại chùa, à giả bộ là gia đình giàu có nha, đi xe hơi rồi cái nó, à đến chùa rồi à cúng dường trai tăng rồi rất là lớn nha. Rồi mới bắt đầu á, bà ni sư á, thì già yếu lớn tuổi rồi, ở trong phòng, ở trong cốc, thì bắt đầu nó mới bưng đồ ăn nước uống đồ vô dâng cho ni sư. À rồi ở ngoài này thì ăn uống xong rồi mới mời mấy cái cô ni mà còn trẻ đó, à đi ra bên ngoài, ra trước cổng chùa, à trước chánh điện, rồi chụp hình quay phim rồi nhá. À thì ở trong cái nước uống là nó bỏ thuốc mê rồi, à bỏ thuốc mê rồi, bà ni sư uống vô mê, cái bắt đầu cái đồng bọn nó mới lận, nó lấy chìa khóa, à nó lấy chìa khóa nó lại, nó mở tủ, à bắt đầu nó ấy xong cái trai tăng rồi quan hỷ quá, trời ơi đại thí chủ dân cúng rồi, xong cái bắt đầu cái thí chủ đi về hết rồi, bà ni sư vẫn ngủ tới 2-3 giờ chiều mới giật mình dậy, bị nó cho uống thuốc mê đó, thuốc ngủ đó. Cái mấy cô ni chạy vô, à lúc đó bà tỉnh lại nhưng mà cái tâm trí nó chưa được bình thường, các bà mò mà kiếm sau chìa khóa kiếm sau chìa khóa thì bà thấy cái chùm chìa khóa là nó nằm ở cái tủ, các bà quảng lên đấy, bà là à chìa khóa à cái thuốc cái tủ, à là mở ra là nó gom hết trơn rồi. À quý vị thấy không, bây giờ đừng có nói mà nó từ à chùa chiền, à mấy ông sư gì cũng vậy, à tất cả bây giờ á mình nên mình tin người ta đó, chứ nhiều lắm là 50-50 á là nhiều á, còn không á khoảng chừng 30-40 thôi, chứ bây giờ mà mình tin nó 70-80% á, mình tin mà mù quáng mà không có trí tuệ á là coi chừng chết. À thậm chí bây giờ á là không, nó nếu mà mình dạy dột nha, à, nó dẫn mình đem đi bán luôn, à bán mình để làm coi như là lưu đại biệt xứ đó,
rồi thậm chí là có nhiều khi á là đi trên xe buýt rồi cái nó ngồi gần á, rồi nó nói chuyện nó có cái thuốc mê gì đó ha, rồi hoặc là nó mời ăn single gì ha, là chết à, mê rồi cái bắt đầu cái à, nó nói cái người này người bạn à, bị bệnh nó đưa về à, rồi nó đưa vô mấy cái chỗ là mổ để lấy nội tạng à, lấy thận lấy đồ này kia nọ à, bây giờ á, rất là khủng khiếp đó, cho nên á, trong cái đời sống này bây giờ chúng ta phải phòng ngừa à, quý vị thấy thậm chí là những cái người thân bằng quyến của mình à, mà có đôi lúc á, con ruột của mình à, rồi những vụ án á, là chồng hay là vợ, nhưng mà nó cũng xảy ra đó, có những vụ án vợ giết chồng, chồng giết vợ à, rồi con giết cha mẹ à, anh em giết nhau vì lợi lộc à, rồi vì cái một chút cái lời nói thôi à, chỉ vì một hai cái lời nói à, cái ông này không có con ở trong nhà nhưng mà cũng hai ba đứa con lận à, thì cái thằng con của cái thằng lớn á thì nó hay nghịch phá, ông này cũng hay rầy la à, rồi con của thằng út á thì nó còn nhỏ cho nên ổng thương hơn, cưng chiều hơn, ổng ẩm rồi ổng nựng nịu. Bữa đó cái thằng đi nhậu, cái nó thấy ổng đang ẩm nựng nịu cái đứa con của thằng út à, cái bắt đầu nó nói á, ông á làm ông làm bà mà ông sống không công bằng à, con tôi á thì ông la ông rầy ông xua đuổi à, này kia à, còn con của thằng út á thì ông ẩm ông nựng nịu rồi kia đó, ông mới nói thì tại vì nó nghịch nó phá à, thì tao cũng rầy la nhưng mà tao cũng thương nó chứ, cũng là đứa cháu tao cũng thương nó hết chứ, là tao đâu có phân biệt đứa nào đó. Lời qua tiếng lại, rồi nó đang cơn say nó lấy dao nó làm ổng phát rồi, thấy không đó, ngay cả ở trong gia đình mà bây giờ những chúng sanh thành ra đó, chúng ta phải sống với trí tuệ, mình phải biết à, mình phải biết những người nào mình nên nói và những người nào thì mình phải tránh xa, chứ còn không á là xảy ra nhiều cái sự đáng tiếc à, bởi vì cái thời buổi này á rất là kinh khủng à, cho nên á, chúng ta chỉ còn tin vào lời dạy của Đức Phật à, tin vào những cái pháp à, chân chánh mà thôi, chứ còn mà nếu mà chúng ta à, có lòng từ nhưng mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ đó thì nguy hiểm vô cùng à, chẳng những là không có đem đến cái lợi ích mà còn đem đến cái sự tai hại à, thành ra đó bây giờ đó là mình phải gìn giữ, mình phải phòng hộ lấy chính mình à, phải sử dụng trí tuệ áp dụng vào trong cái đời sống, trong sinh hoạt, trong giao tiếp à, để mà tránh đi những cái điều tai hại à, có thể xảy ra. Chứ giờ á, mình không biết sao nói à, luôn luôn á, mình phải, ta nói là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bây giờ á, là sự thật là vậy à, chúng ta phải dùng trí tuệ à, thật nhiều à, mạnh mẽ để mà chúng ta quan sát à, những người xung quanh mình. Chứ giờ á, không biết ai là ai hết à, không biết lúc nào á, là nó nổi khùng lên, lúc nào là nó bất thiện nó nổi lên rồi đạn quại là mình chết chứ nó à, nó chết một mình nó không có vui
nó còn rủ mình chết, chết chung theo nữa. Thành ra bây giờ thì chúng ta chỉ có theo lời Đức Phật dạy, nỗ lực tu tập chính mình, phản tỉnh lại, quan sát chính mình, và nhìn ra bên ngoài thì nhìn với cái sự cảnh giác và hết sức là trí tuệ, thì chúng ta tạm thời cũng sẽ được an ổn. Thì với cái câu hỏi của cô Meta thì cũng chia sẻ với cô đôi điều, những cái mà trong đời sống sư gia chạm, cũng như những cái kinh nghiệm, thì cầu mong và chúc cô nhiều sức khỏe, và mỗi ngày học được những cái điều mới, kiến thức, kinh nghiệm tốt đẹp, và tu tập tiến bộ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, Nam mô Bố Thầy giá. Con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Con cũng tính là sắp tới đây con về Việt Nam, mà con nghe sư nói cái tình hình ở bên Việt Nam như vậy thì trước đây thì con cũng có nghe, nhưng mà không có nghe được những cái điều mà quá ghê gớm như vậy. Mà bây giờ hôm nay con nghe được thì con thật sự là con cũng sợ quá sư ơi. Dạ, nhưng mà dẫu sao thì mình cũng phải về, cũng phải thăm lại quê hương, rồi cũng phải thăm lại ông bà cha mẹ mình, rồi thăm bà con biến thuộc, bạn bè. Nhưng mà thì cũng như sư đã dạy là bây giờ mình phải hết sức là cảnh giác và phải có trí tuệ, phải theo những cái điều mà Phật dạy là tốt hơn. Còn con nghe như vậy thì con nghĩ là chắc thôi, con im lặng, con về con im lặng thôi, chứ con không có dám mà nói cái gì hay là khuyên ai cái gì hết. Con nghĩ là nhiều khi Đức Phật hay là quý sư mà còn không làm được, huống chi con là phàm phu, thì là con im lặng là tốt hơn. Chứ con không có dám mà có cái tâm mà khuyên ai hay cái gì hết, thì như vậy chắc có lẽ tốt hơn. Chứ con nghe rồi con sợ quá. Dạ thôi, con kính cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, không biết cô Nhật Quỳnh có trước máy không? Dạ, kính mời cô cầm mic trở lại ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, hay là... Dạ, cảm ơn cô Duyên. Dạ, kính mời cô Nhật Quỳnh trở lại máy nha. Hồi nãy giờ không nghe cô, là trước đây thì không nghe. Dạ, mấy ta trả máy lại cho đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, con thư, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Quỳnh không? Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, dạ, con xin sám hối với thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, con tỉnh. Ngài lên để trả lời câu hỏi của chị Meta. Mà con chút việc nên con không có ngồi trước máy được. Dạ, cảm ơn Diệp. Dạ, nên con xin sám hối với sư. Mới đầu con nghe sư nói rất là hoan hỷ, nhưng mà con có một chút việc, có cái điện thoại gấp, con không có từ chối được, nên con tới khúc sau con không có nghe được gì. Dạ, đây là sự thật, con xin sám hối sư đừng có. Dạ, sư đừng có chạy sư ơi, con còn câu hỏi sư ơi. Con thấy sư kính chúc đạo tràng sinh hoạt ăn vui nhiều lợi lạc, là con sợ sư chạy rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, bây giờ thì đạo tràng còn câu hỏi nào của để thượng tọa Pháp Thanh giải thích không ạ? Còn để bây giờ thì theo Nhật Bình thì 5:40 rồi. Dạ, 5:40 rồi thì kính mời đạo tràng có những câu hỏi. Dạ, sư đừng chạy, sư ráng giúp cho chúng con giải tỏa những cái thắc mắc trong cuộc sống, thì để mình chúng con có cái cơ hội, nếu không có ngài Trí Đức giảng dạy trong đạo tràng thì có sư là chúng con rất là hoan hỷ. Dạ, thành ra con kính mong sư đừng bỏ đạo tràng. Dạ, sư ráng ngồi nán lại. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị có câu hỏi không? Duyên có câu hỏi không? Duyên, dạ, nắng chiều rồi xích kim rồi Nhật Mai coi. Dạ, mời đạo tràng. Dạ, bạch sư, lúc nãy con nghe sư kể những cái chuyện mà sư đã gặp ở ngoài đường đó, khi sư đi bát con này kia đó, thì con, bản thân con cũng có bị một lần. Dạ, con bị một lần là lúc đó con còn ở Việt Nam. Thì con đi vô một cái hẻm. Dạ, con đi vô một cái hẻm thì con thấy một cái chú thanh niên đó, chạy ngược chiều với con, chạy rất là nhanh. Mà nó là cái cua. Dạ, nó là cái cua, trong cái xếp chút nữa là đụng con rồi. Cái con cũng nói giống như lúc nãy sư nói với cái người mà đứng ở trước mà đèn xanh đèn đỏ đó, thì con cũng chỉ nói là trời ơi, chạy trong hẻm mà sao chú chạy gì mà lẹ dữ vậy. Là chú quay lại con xém chết hết rồi. Quay lại con, chú chửi thề, xong chú nói mày không có được quyền nói tao như vậy. Trời ơi, con quảng hồn quảng vía, con nín thinh, con chạy mất tiêu luôn sư. Giải mục tiêu luôn. Phải lúc đó mà ổng lại ổng đánh con một cái thì con cũng tiêu rồi. Từ đó về sau thì con có kinh nghiệm, thôi đi ra đường lặng lẽ thôi. Dạ, không dám nói gì hết. Thậm chí là mình thấy họ sắp bóc túi người khác lên xe buýt, mình thấy họ sắp bóc túi người khác mình cũng chẳng biết, cũng chẳng dám nói luôn. Tại con nghe người ta nói nếu mà mình thấy mà mình nói là cái mặt mình ăn dao lam liền á bạch sư, nên đành chịu thôi, biết nói sao bây giờ. Dạ, biết nói sao bây giờ, mình chỉ
Còn cái cách nào mình làm như mình không thấy, mình có giúp được gì người ta thì mình lách qua lách lợi, chứ còn nếu mà nói ra thì chết chắc. Dạ, thành ra lúc nãy con nghe sư nói thì bởi vì mới thấy sợ là một người tu hành rồi đi bát mà còn bị chửi như vậy thì huống gì tụi con. Dạ, thành ra bản thân con cũng thấy một điều là thời buổi bây giờ đừng nói tới người ngoài đường, cả con cháu mình cũng nghĩ luôn á bạch sư. Dạ, cả con cháu mình cũng nghĩ luôn, mình với nó mà không cùng quan điểm với nhau về bố thí thôi. Dạ, thì cũng có chuyện rất là nhiều luôn bạch sư. Dạ, thì bây giờ nếu mà đạo tràng không có ai có câu hỏi thì con xin hỏi sư giúp giùm con giải thích trong cái câu Pháp Cú 27 này đó. Thì hiện tại bây giờ mình phải tạo cái nhân gì để mình bớt gặp mà cái phiền não gì đó bác sư. Giờ hiện tại mình phải tạo cái nhân gì để mình cái gần những cái người mà người ta sân si nhiều quá. Nếu mình gặp cái trường hợp người ta sân si với mình nhiều quá thì mình chạy trốn hay mình làm cách nào bác sư? Hay là mình có thể mình tạo cái nhân gì hiện tại để mình tránh được bạch sư? Con kính nhân mít đến sư, sư dùng nước chưa? Con kính nhân mít đến sư, sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ga giá. Dạ thì trong nhiều bài kinh thì Đức Phật cũng dạy mình bây giờ á, giống như cái người lính mà đi ra trận á, thì sao? Người ta có cái áo giáp hay là hoặc là người ta có cái khiên để mà chống đỡ, thì mình cũng vậy. Bây giờ mình chỉ còn lấy cái tâm từ và trí tuệ. Nó là cái áo giáp hay là nó là cái khiên để mà chống đỡ với phiền não, chống đỡ với sân hận ở bên ngoài mà thôi. Thành ra đó, chúng ta phải phát triển cái tâm từ của mình cho nó mạnh lên. Bây giờ mình phải thấy rằng bây giờ đó, mình muốn thoát khỏi những cái nghịch cảnh ở trong tương lai, đến những cái nơi mà trú xứ, những cái quốc độ mà nó được an ổn tốt đẹp hơn, thì mình phải ráng mình nỗ lực mình tu tập thôi. Chứ còn quý vị thấy á, bây giờ thật sự ra đó, ở cái thế gian này không có chỗ nào gọi là an toàn. Thật sự ra đó thì quý vị thấy đọc tin ở bên Mỹ, bên châu Âu bây giờ cũng đầy rẫy là xả súng rồi cũng như là giết nhau rồi là cũng cướp bóc rồi cũng đủ thứ chuyện hết. Thành ra đó, muốn tránh được thì mình phải nỗ lực mình lo mình tu tập. Tại sao? Tại vì hồi đó nó nhiều khi á, do cái phước mình cũng có tạo thiện nghiệp, nhưng mà có đôi lúc á, cái tâm mình á, nó cũng dễ vui xu hướng theo cái bất thiện. Cho nên bây giờ á, nhiều khi mình cũng có phước đó, mình tái sanh lại, nhưng mà nếu cái mình cũng gặp nhiều cái cảnh trái ý nghịch lòng. Thậm chí ở trong gia đình mình á, trong gia đình mình á, chứ đừng có nói mà đâu xa, mà có đôi lúc á là mình hướng dẫn mình giúp đỡ cho họ làm những cái điều lành điều thiện á, mà đâu phải là nó dễ dàng mà nó nghe theo mình đâu. Khổ vậy đó, thấy không? Quý vị muốn con cái mình, muốn là cho tụi nó cũng có phước, có nhiều khi á là quý vị chỉ dẫn cho nó đi chùa rồi làm phước, bố thí hay là này kia nọ đó, nhưng mà có nhiều khi á mình dẫn dắt con vợ nó đi, thằng chồng nó không chịu,
à, nó cự nữ đó, à, làm gì mà dẫn vợ đi chùa hoài, à, này cái nọ thế này thế khác, nó khổ vậy á, à, thành ra đó, bây giờ cuộc đời nó ghê dữ lắm, à, thành ra Đức Phật dạy ta bây giờ mình phải lấy chánh pháp làm cái nơi nương tựa, lấy chánh pháp là bóng mát, à, rồi lấy cái tâm tư, à, làm cái đồ trang sức, lấy tâm tư là cái nơi để mà mình phòng hộ, à, lấy trí tuệ để mà mình nương nhờ, à, với trí tuệ với tâm tư, à, thì mình sẽ thấy được, à, những chúng sanh đó, mình phải quán xét vậy nè, những chúng sanh mà nó đang sân hận, nó đang tham lam, à, là nó đang bị đốt cháy bởi phiền não, à, cho nên á là bây giờ á là mình phải phòng hộ, à, giống như á cái nhà ở sát bên nó cháy rồi, bây giờ mình phải phải lấy nước mình tưới cái nhà mình trước, à, chứ mình không tưới, không tưới, mình không phòng hộ, mình không chữa cái nhà mình trước là hồi nó cháy lan qua là mệt lắm, không, thành ra đó trước cái phong ba bão táp của cuộc đời đó mình phải phòng hộ, mình phải đề phòng trước, à, đừng có chờ tới bệnh rồi mới uống thuốc, hả, thấy mà nghe xung quanh mà nó bị bệnh á là mình phải chuẩn bị, à, chuẩn bị thuốc đồ men rồi cái nọ rồi hả, mà thấy, à, yếu là uống thuốc vô, à, cho nên là chúng ta phải chỉ còn cái cách đó, chúng ta phải phòng hộ lấy chính mình là thiết yếu, à, luôn luôn có trí tuệ, à, luôn luôn sống với, à, tứ vô lượng tâm đối với chính mình trước, à, mình phải có lòng từ với mình, à, rồi mình phải có lòng bi mẫn với mình, à, đó, nếu mà bây giờ á mình không phòng hộ, mình không làm á mà mình để cho phiền não sân hận là mình rơi vào khổ cảnh, à, mà nếu mà mình phạm giới á thì mình khổ chứ không ai khổ hết, à, đó, cho nên đó là mình phải có lòng từ bi mẫn với chính mình trước, à, rồi mình có lòng từ, có bi mẫn, à, mình thương xót họ. Bây giờ nếu mà mình đối đáp lại rồi nó sân hận lên, rồi nó làm những cái điều phạm vào giới luật, phạm vào cái hình luật thì nó khổ, à, mà mình cũng khổ nữa, à, cho nên thôi bây giờ á, à, mình phải ráng kham nhẫn mình nhịn á, à, mình ráng mình nhịn thôi chứ giờ sao. nhiều khi mình nhịn mà nó còn chưa yên á, phải mình nhịn mà yên, à, mình ráng mình cố mình tránh né mà nó còn đi theo mình, nó gây chuyện mà nó còn kiếm chuyện mình hoài á, chứ còn đừng nói vậy á, à, thành ra đó thì tùy theo, à, tùy theo, có lúc là mình cũng nói đó, nhưng mà điều cái thôi coi chừng á, nói mà phải thủ mình đề phòng trước á, à, chứ không phải vừa đâu, à, có nhiều khi á là họ ấy với mình đánh né thì nó nói cái thằng này đó, cái thằng này nó ngu, thằng này nó hiền lắm, à, thằng này nó ấy lắm, rồi nó thấy mình nhẫn nhục thì bắt đầu nó lấn tới, à, nó hà hiếp, à, đâu phải một mình nó hà hiếp, rồi nó kéo bè kéo cánh á, nó đè nó hà hiếp mình nữa, à, vậy đó, à,
mình nói, mình phản ứng là này nó hung dữ lắm, kêu thế này thế khác. À, thành ra thôi bây giờ bởi thành ra đó mình nói nó vậy nó mới là thế gian. À, nó vậy á là nó mới cái là cái đời sống của cái xã hội này nó vậy. Bây giờ mình phải lo, mà lo cho chính mình thôi, mình phải phòng hộ cho chính mình. À, mình phải lo cho chính mình chứ không ai lo cho mình đâu. À, sao? À, thành ra đó, đôi lúc đó, mình cũng phải giả dại. Đôi lúc cũng phải dại khờ. Đôi lúc cũng phải từ bỏ những cái tính toán. Để gì? Để cho đời nó mới bình yên. Thôi, bây giờ mình lùi một bước, bây giờ mình nhịn một chút, bây giờ mình chịu thiệt một chút, để cho cuộc đời nó an vui. Kệ nó, mình là người tu thì mình có thiệt thòi chút cũng không sao. Mình người tu mình nhịn nó cũng không sao. Thành ra mình cứ ráng được tới chừng nào hay chừng đó. Chứ có đôi lúc mình là phàm nhân nè, nó mà nó dồn ép mình quá, có đôi lúc mình cũng đâu có chịu nổi, không? Nhưng mà điều cái á, mình kham nhẫn, mình chịu đựng. Đó, thành ra sư cũng làm mấy câu thơ để mình tự mình suy gẫm. Có những lúc để mình suy gẫm, để mình ráng mình kham nhẫn, mình chịu đựng. Đôi lúc phải biết dạy khờ. Cái gì quên rồi. Đôi lúc cũng phải dạy khờ. Đôi lúc cũng phải cho đời bình an. Thành ra đó, có những lúc mình phải ráng tham nhẫn rồi với cái tâm tư và cái trí tuệ. Bây giờ quý vị thấy rằng đó, khi mà quý vị phản ứng lại đó, là quý vị tự mình làm khổ lấy mình, chứ mình đâu có lợi lộc vậy đâu. Mình phải thương mình trước. Nó khổ vậy đó, không? Giống như cái ông kia ông nói, ông này thì ổng cũng là một cái người rất là giỏi võ, nhưng mà ổng đã kinh nghiệm qua một lần rồi, cho nên là sau này là ổng mới ngồi ổng nói chuyện hồi lúc mà chưa có đi tu, còn ngoài đời á, ổng nói sao? Ổng nói bây giờ á, mình phải thấy rằng á, nó chửi nó nóng nó ấy mình á, mình nhịn không phải là mình nhịn nó, mà mình nhịn vì vợ vì con. Ổng kể lại là hồi đó là ổng cũng nóng tánh lắm, rồi cái thằng đó không biết nó làm gì ổng, ổng quất nó không phát, rồi ổng cũng bị ở tù hết một cái thời gian cũng mấy năm đó. Cho nên là sau này á, ổng ấy nói là bây giờ á, mình nhịn không phải mình nhịn nó, mà mình nhịn vì là mình nhịn vì mình nhịn vì gia đình mình. Bây giờ á, mình muốn thỏa mãn cái giận, cái sân hận bực bội của mình á, thì sao? Thì lỡ tay một cái mà nó mà chết rồi á, thì mình phải đi tù, rồi ở nhà mình vợ con nó khổ, bản thân mình ở tù cũng không có sung sướng gì. Thành ra bây giờ nhờ qua một cái kinh nghiệm trong đời sống vậy đó, rồi bắt đầu ổng ráng ổng cứ kềm chế. Thành ra đó bây giờ mình cũng vậy, mình mới thấy bây giờ nếu mà
nó, cái người đối tượng nó đang sân hận, mà bây giờ mình làm lại thì có khác gì nó đâu, phải không? À, vậy thì mình tu chỗ nào? Cho nên mình tu gì? Tu là mình sửa đổi, à mình ráng kềm chế, ráng kham nhẫn, à thì biết là nó khó, biết là có đôi lúc là mình cái sức chịu đựng, cái sức kham nhẫn mình nó cũng phải chưa phải là vô hạn được như các bậc thánh nhân, nhưng mà kệ, mình ráng mình kềm chế chừng nào hết mức chịu nổi thì thôi. À chứ ở đời người ta nói sao, cái con dung á, con trùng á, à mình thấy nó là hiền mà mình cứ chà đạp nó hoài, nó đôi lúc nó cũng quằn, nó cũng phản ứng lại vậy, thấy không? À nhưng mà mình ráng tối đa rồi mình quan sát lại, bây giờ nếu mà mình nói lên thì nó cũng khổ nè, gây thêm quan trái chốc trần trồng chất chứ không ích lợi gì. Rồi á, lỡ vô tình có vấn đề gì á là mình rơi vào cái cảnh giới khổ đau, à mình thỏa mãn cái sân hận, cái bực bội, cái tức tối của mình thì mình sẽ rơi vào cái khổ đau càng sâu nặng nữa. À cho nên á, mình dùng cái suy tư chân chánh để mà mình ráng cố gắng mình kềm chế, à rồi mình phải thương lấy mình. Bây giờ á, ở thế gian này là nó khổ rồi, mà bây giờ nếu mà mình thỏa mãn cái giận nha, thì rơi vào cái khổ càng sâu nặng hơn. À, tục ngữ người ta nói á, à không đánh được người mặt đỏ mang vang, à đánh được người mặt vàng như nghệ. Tại vì á, mình nó làm mình tức tối quá, mình nóng giận lên, cái mặt mình đỏ phừng phừng, rồi mình không kềm chế, mình lại mình làm nó phát, à nó đi bệnh viện hay là nó chết một cái á, là lúc đó á, sợ quá rồi, sợ rồi, à cái mặt nó xanh lè hay là nó vàng như nghệ, à thì mình phải như vậy đó. À bây giờ kệ nó làm nó làm, à nó là cái người nó đang bị phiền não, à thiêu đốt nó như là người khùng, người điên, à mình dí nó giống như người điên đi, nó mê mờ mất lý trí rồi. À, bây giờ mà mình đối đáp với nó, mình thỏa mãn cái tức tối, cái giận hờn của mình á, thì mình cũng điên như nó, có khác gì đâu. À thì chúng ta phải có cái trí tuệ, à mình phải thương mình trước, à rồi mình phải có lòng từ, có lòng bi với chính mình trước. À nếu bây giờ mình thỏa mãn, mình bị phiền não sai sử, à như vậy mình cũng là vô minh, mà vô duyên hành, à vô minh duyên hành thì đi tới khổ đau. Đó, thành ra chúng ta phải học, rồi chúng ta phải dùng trí tuệ, à phòng hộ chính mình, à kềm chế những cái phiền não mà à nó sanh khởi, kịp thời đè nén, à dập tắt. À thì bây giờ mình chỉ có là né tránh thì đoạn trừ, à né tránh, à rồi dùng suy tư chân chánh để mà tạm thời, để mà kềm chế, à để à tránh né những cái phiền não, những cái ác bất thiện pháp. À thì chỉ có vậy thôi. Còn mình làm à tất cả những cái thiện pháp này đó, thì mình cũng nguyện, à nguyện cho tôi với cái những cái phước báo này đó, à mai mốt à đi đến những cái cảnh giới an vui và tránh xa những cái chướng nghiệp, à để tôi nỗ lực tiếp tục tu hành. Thì chỉ có vậy thôi chứ giờ thì bản thân sư thì cũng chỉ tu tập bằng cách như vậy, thì sư cũng xin giải đáp và chia sẻ cô Nhật Quỳnh vậy thôi, chứ giờ mình cũng biết làm sao. À cầu chúc cô Nhật Quỳnh nhiều sức khỏe, an vui ha. À Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú đành thay, dạ con thành kính dâng những lời chỉ dạy của Thượng Lão Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ, con ngồi con nghe sư nói thì thiệt quá là nhiều khê luôn bạch sư. Dạ, bản thân con trải qua nhiều, nhiều cái việc nghĩ lại đây, dạ, giống như sư nói vậy. Đối với con cháu mình thôi mà mình cảm nhận không, mình không có lỗi gì hết á. Dạ, mình chỉ hướng dẫn cho nó đi làm phước, thậm chí mình còn phải bỏ tiền cho nó ra để nó làm phước mà nó quay lại nó cắn mình luôn á. Dạ, quay lại nó cắn mình trong người, mình phải hạ mình phải xin lỗi đó nữa chứ. Dạ, nên con nghe sư nói là mình dắt mà vợ đi thì bị chồng rầy, con tiếp theo câu mình dắt chồng đi thì bị vợ rầy. Dạ, thì thật sự là vậy, bản thân mình dắt cái người đó đi, mình bỏ tiền ra để tập cho họ làm phước, quay lại cắn mình luôn không bạch sư. Mà lúc đó con cũng thấy con cũng hên, hên là nhờ con học được của quý sư giảng dạy. Lúc đó con nghĩ, ồ, cái ác nghiệp mình nó đã tới rồi, nó trổ rồi. Thật sự tâm mình không có hề ác ý, mà bây giờ cái ác nghiệp nó trổ rồi, mình chấp nhận, thôi thì mình xin lỗi nha. Chứ mình không có chấp, mình nói mình là mẹ, mình là bà gì đó, mình làm vậy là đúng rồi này kia, thì con không biết nó nổ ra tới cỡ nào luôn. Mà thật sự rất là khó lắm bạch sư. Phải nói là rất là khó, mình kham nhận rất là khó, mình không được như những vị thánh tăng, nên phải nói là rất là khó vô cùng. Nhưng mà rồi cũng vượt qua, thậm chí con phải nghĩ, ồ, đây là lỗi của mình, tại mình như thế này, mình như thế kia nó mới xảy ra chuyện. Thì tự tự mình làm mình an vui bạch sư. Dạ, con thấy như vậy nên con rất là tri ân những lời giảng dạy của sư. Còn dạ, trong đạo tràng còn vị nào có câu hỏi không ạ? Có câu hỏi gì để Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy không ạ? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mic. Dạ, nếu không có câu hỏi, con xin chia sẻ tiếp. Lúc nãy con nghe sư giảng đó, con nhớ lại có một lần con có hỏi một vị trưởng lão những cái trường hợp như vậy đó, một vị nói như vậy đó, rồi thì theo như ngài thấy làm sao, thì ngài nói với con là thì bây giờ đâu có gì đâu, bây giờ đúng là thằng người này nói sai rồi, nhưng mà cô đừng có nghĩ gì hết á, mà cô phải nghĩ là giống mình đối diện đi, là mình giống như người điên, hoặc là giống một lời nói của một đứa con nít, mình đừng có chấp thì mình sẽ an vui. Còn cái việc mà nói pháp như vậy là sai rồi, nhưng mà mình không thể nào mà mình sửa được người đó đâu, thì thôi mình chấp nhận là một là mình coi người ta là như người điên, hay là coi như một lời nói của đứa con nít, thì mình sẽ được an vui. Dạ, con cái vị trưởng lão đó có nói với con như vậy, nên con cũng cảm thấy mình cũng an vui hơn. Dạ, bây giờ thì con không thấy câu hỏi, cũng không thấy có bàn tay nào. Dạ, bây giờ con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, chúc hôm nay chúng con sẽ nghỉ sớm và cũng để sư nghỉ ngơi. Dạ, con cung thỉnh sư chúc phúc đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Thánh Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì trước khi phút chút sư cũng kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện sư cũng mới vừa nhớ lại. Thì quý vị biết là ông Khổng Tử đó, mà trước cái kẻ mà kẻ ngu là ổng còn phải cũng phải chịu thua. Thì một bữa đó là cái anh trò của ông Khổng Tử á, đi mua đồ, thì đứng kế bên có một ông này á, ông nói là hai với hai á bằng năm. Thì cái người bán á, cãi cãi
nãy anh học trò đứng kế bên ảnh cũng có hồi đó giờ mà ai với ai có ai nói mà hai với hai bằng năm, anh học trò này cũng nổi máu lên à, cãi quá trời luôn. Mà cái ông mà đó ổng nhất định là ổng nói hai với hai là bằng năm à, cuối cùng hết là hai người mới nói là bây giờ đó à, đi đến gặp Đức Khổng Tử để phân xử. Thì à, cái anh này hỏi chứ bây giờ nếu mà ông nói trật thì ông chịu cái gì à? Thì ông nội nói nếu mà tôi mà nói trật ha là cho tôi mất cái đầu à. Thành ra là à, anh học trò à mới dẫn cái ông này cái anh mà nói hai với hai bằng năm đó lại gặp à, Đức Khổng Tử để phân xử. Thì ông Khổng Tử ông thấy cái thằng này cái mặt bậm trợn quá mà thằng này con ghê quá à, cái ông ấy rầy ép cái ông đệ tử của mình. Ông nói chứ à, thì anh này anh nói vậy là đúng rồi, hai với hai bằng năm à. Cái kẻ mà kẻ ngu mà nhưng mà nó đắc chí à, nó nói theo Khổng Tử mà con phải chịu thua tôi á hả à. Cái bắt đầu nó đi thì à, cái anh học trò anh mới thấy vậy như là ông thầy mình vậy là không đúng, hai với hai bằng bốn mà sao ông thầy mình không binh cái thằng đó mà ông nói là hai với hai bằng năm à. Cho nên là ảnh buồn bã, ảnh muốn không muốn học như Khổng Tử nữa, ảnh muốn bỏ đi về à. Thì trước khi mà ảnh đi về quê đó thì Khổng Tử mới khuyên à, có đôi lúc á mình nghe nhưng mà nó không phải là thật à, có đôi lúc á mình thấy nhưng mà nó cũng chưa phải là thật à. Cho nên á khi nào mà mình muốn làm à, mình muốn nói mà mình còn nghi ngờ hoặc là mình đang lúc đó mình trong cái tâm mình mà nó bực bội à, thì mình phải dừng lại à, mình phải xem xét suy xét cho thật kỹ cái điều mình nghe nó có thật hay không, có đúng chân lý hay không à, cái điều mình thấy nhưng mà nó có thật không, nó có đúng chân lý không, nó xác đáng không, thì mình hãy nói hãy làm à. Thành ra đó à, rồi từ cái đó mà mấy sư mới tự làm cái câu à, đôi lúc phải biết dạy khờ à, mình khờ quá mà không lúc cũng hại nữa không, mình phải dạy khờ đúng lúc à, đôi lúc phải biết dạy khờ à, à đôi lúc phải biết từ bỏ tính toan à, thì như vậy mình mới sống an ổn. Đôi lúc phải biết dạy khờ cho đời thanh thản, cho đời bình an à, đôi lúc từ bỏ tính toan à, để cho đời có à, thênh thang nụ cười à. Mình á đôi lúc mình dạy thờ mà không hợp thời á cũng bị chửi bị mắng nữa rồi á có đôi lúc á mình phải từ bỏ những cái tính toan của mình mà phải từ bỏ cái cho nó hợp thời, chứ mà đừng phải mình đụng cái gì thôi mà cũng nhịn hết tới đó là cái gì cũng nhịn hết thì á cũng không được, nó khổ vậy đó. Chứ không phải là lúc nào mình cũng nhẫn nhịn, lúc nào mình cũng chịu lép mình, chứ lúc nào mình cũng thiệt thòi hết thì nó không phải à. Nhưng mà cũng tùy lúc à, có trường hợp mình cũng phải hết sức là tham nhẫn chịu đựng, và có lúc thì mình cũng phải nói à, có lúc thì mình cũng từ bỏ những cái toan tính à,
để gìn giữ cái tình nghĩa, cái tình cảm cho nó an vui. Nhưng mà có lúc thì mình cũng phải tính toán chứ. Thành ra đó, chúng ta sống là với trí tuệ, mình biết lúc nào là mình nên lùi, mà lúc nào mà mình nên tiến, lúc nào mình phải nói và lúc nào thì mình phải tham nhận. Cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, và với phước báo này thì cũng xin cầu chúc chư công đức pháp thể ca ngang, kính chúc cả quý tu nữ như quý phật tử bản mạnh an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với các thiện sự trong đời sống, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và xin thay mặt để phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Phật quả tu sập âm an ga lăng ga khanh du sập bà đê quả ta sắp bà bú tha nu va vi nhân sơ đa sô thi quan tu đê. Phật quả tu sập âm an ga lăng ga khanh du sập bà đê quả ta sắp bà tham ma nu va vi nhân sơ đa sô thi phúc quan tu đê. Phật quả tu sập âm an ga lăng ga khanh du sập bà đê quả ta sắp bà sang ga nu va vi nhân sơ đa sô thi phúc quan tu đê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì thành người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường lãnh người, cầu xin nhân quả âm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thủ lành thai, một lần nữa con xin thể mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh rất là nhiều. Dạ, chư đã từ bi giảng dạy những cái pháp tu tập cho chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước mà chúng ta đã thính pháp thảo luận Phật pháp ngày hôm nay. Đến giấy chư thiên Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã thính pháp thảo luận Phật pháp. Đến giấy chư thiên hộ trì chính pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến giấy tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng nơi hiện diện trong Rôm Phật giáo năm truyền, nhất là xung quanh tịnh xá Ngọc Đạt, chùa Ngọc Đạt, chư thiên xung quanh tịnh xá Thiện Hữu, tịnh thất Thiện Hữu, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Rôm Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hãy thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng vào đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng muôn nhân ni bana sabat cha yo ho túc, ý đăng muôn nhân ni bana sabat cha yo ho túc, ý đăng muôn nhân ni bana sabat cha yo ho túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài,
Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đủ đã hỗ trợ cho Rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng. Con xin phép được xuất mít để trong ban hành chúng con để bài kệ kinh, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chào tạm biệt. Trời người hân hoan.